thì đấy chứ, hôm nay chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng bộ sưu tập áo phong với đủ gam màu các chị gái luôn, đúng không ạ? Một em áo phong gọi là siêu mát cho mình, chất liệu là có tông dẻo các chị nhá. Và em Huệ sẽ lên lần lượt cho các chị gái với những gam màu vô cùng là yêu của GDA ạ. Màu đầu tiên bé mẹ mặc trên người cho mình đó chính là màu vàng mơ các chị ạ. Màu rất là vừa, tôn da, nhã nhặn cho các chị gái ạ. Và tông màu thứ hai chúng ta cùng ngắm cho mình đó là màu trắng tinh khôi cho em ạ. Và trên mỗi chiếc áo thì đều được thêu chữ GDA nhỏ nhỏ vừa vừa xinh xinh thôi các chị ạ. Đủ để các chị nhận thấy đây được rằng là một chiếc áo phông chuẩn 100% của GDA các chị nhá. Màu thứ ba chúng ta thấy là một màu xanh nhạt cho các chị này. Đấy, gọi là xanh ngọc, xanh nhạt đấy các chị ạ. Rất là đẹp luôn, nhẹ nhàng. Tông màu thứ tư của chúng ta là một màu cam nhá các chị nhá. Màu cam vừa đủ nổi, vừa đủ độ dịu nhẹ cho mình các chị ạ. Dáng rất là vừa, sơ vi này mà không đều ok. Trên mỗi chiếc áo bao giờ cũng có logo các chị này. Đấy. Và tông màu tiếp theo là tông màu cam đất các chị yêu này. Chị nào mà muốn một màu nổi một tí nhưng không muốn bị chóe thì chúng ta sở hữu màu cam đất là vô cùng hợp lý các chị nhá. Đấy. Và tông màu thứ 5 mà, đúng không nhỉ? Thứ 5 đây các chị ơi, một màu nụ hồng siêu baby luôn. Siêu baby của các chị gái, các chị thấy chưa? Màu rất là xinh trong mình này. Đó. Màu tiếp theo là một màu xanh và có gam màu đậm hơn một chút xíu so với màu xanh lúc trước. Đấy. Một màu xanh lơ cho em các chị nhá. Toàn bộ logo theo đấy ạ. Đấy. Và tông màu cuối cùng chúng ta cùng ngắm cho mình đó là một màu đen không thể thiếu trong bộ sưu tập màu của GDA các chị ạ. Và đặc biệt là trong tủ đồ các chị thì không bao giờ thiếu được màu đen, chỉ khác là chúng ta có ít hay có nhiều thôi, đúng không ạ? Và với mẫu áo này của GDA chúng ta được sở hữu chỉ còn với giá bao nhiêu ạ? 350.000 miễn phí ship cho em các chị nhá. Chị nào mình chưa có áo phông này thì hãy nhanh tay để lại chấm cho em các chị nhá.